Thì hôm nay mình chuẩn bị đóng hàng này. Đã, thì đây đã đặt rồi. Thì lát mình sẽ trồng lên luôn nhé. Nó có ghi số điện thoại, phiếu bảo hành của mình luôn. Đây. Cái này tí nữa mình chuẩn bị ghi luôn nhé. Và đây, đây là cái đặc biệt nhất của ngày hôm nay nhé. Đây, cái đặc biệt nhất đây. Đó, thì cái này chỉ có giá là 200k. Thì thật sự là 200k thì mình nói thật ra là mình không làm, mình chả được có tiền công là bao nhiêu cả. Chưa đầy 100.000. Đó, thế nhưng mà mình, bác đó đã gọi điện gọi là đã theo dõi kênh mình khá lâu ấy. Thì thôi mình cũng để kỷ niệm cho bác ấy một cái 200, chứ thực ra cái này phải bán khoảng 250 nhá. Bet phải được 250, 300. Tầm 250 cái này ấy. Nhưng mà thôi thì mình kỷ niệm cho bác ấy, coi như là đã theo dõi kênh mình khá lâu. Thì mình chỉ bán có giá 200k thôi. Thật ra là đi mua ngoài thị trường với cái giá 200k của cái này thì thật sự không có anh em nhé. Thì cái bác ấy cũng vào về chỉ sạc bình Honda, thì cục này nó cũng không phải là cục bé đâu, cũng to đấy các bạn nhỉ. Thì sạc bình xe máy Honda này nó thì thoải mái luôn, ok luôn anh em nhé. Nếu mà sạc bình to hơn thì nó sẽ nóng, sạc bình xe máy thì nó cũng nóng nhưng mà nó rất là bình thường thôi, nó không nóng mấy, bình thường. Đó, bởi vì cục này nó cũng khá là bé. Và đây, kẹp đây. Thì đây, những cái cục này thì nó sạc được bình to này, bình chuyên kích cá này. Đây, như cái loại này này, cái loại này to hơn này mọi người này. Đó, mọi người so sánh đi. Cái loại sắt này nó to hơn cái này rất là nhiều nhá. Cái này thì sạc mạnh hơn cái này. Thì với đối với những cái loại này này thì mình bán là 300.000, 300.000 với những cái loại này nhé mọi người nhé. Đây, đó thì coi như là mình bán lấy chốt lại cho mọi người. Đây, cái này 300k này, cái cục này là 450k. Đó, đây, hàng này thì anh em khỏi phải nghĩ luôn. Đó, thì bình thường là cái này là phải bán 350 cơ. Đó, nhưng mà thôi thì mình bán 300k để cho anh em có thể gọi là lấy được đó. Thì đây cục này 200k đặc biệt nhất đây đó. Đây mọi người, khá là nặng nhé, không phải nhẹ đâu. Mình quấn lại hoàn toàn dây đồng hết rồi, có tem phiếu bảo hành của mình đây nữa. Đây mọi người này, có cả kênh YouTube luôn nhé. Đó, mình đã ghi ngày tháng ở đây rồi. Và tí nữa mình sẽ đóng vào trong hộp này, hôm nay thì để mình gửi luôn. Rồi thì hẹn mọi người clip tiếp theo nhé. Đó, thì clip này muốn gửi tới bác thôi. Đó, thật ra con làm cái này thì cũng chả được bao nhiêu đâu. Đó, muốn kỷ niệm cho bác cái này. Đó, 200k. Cực kỳ là bèo. Tiền đồng linh tinh đã hết vào 100k rồi mọi người ạ. Rồi, xin chào mọi người nhé.